Sơn Ngọc xin mến chào quý bà cô chú anh chị và quý vị. Hiện tại Sơn Ngọc đang có mặt ở trên một ngôi làng thuộc vùng sâu vùng xa, người đồng bào dân tộc Lắc Lai đang sinh sống ở đây, thuộc tỉnh Ninh Thuận của Sơn Ngọc. Thì hôm nay Ngọc với ba, phía trước cả nhà mình đây là ba của Sơn Ngọc. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Ngọc với ba có đi lên trên này và ghé thăm với một cái hoàn cảnh rất là khó khăn trong cuộc sống. Thì sáng nay Sơn Ngọc muốn chia sẻ đến cho quý bà cô chú anh chị cùng biết luôn. Thì Ngọc mời quý bà cô chú anh chị cùng đi lại hai cha con của Sơn Ngọc, mình vào trong mình tìm hiểu cái hoàn cảnh nó như thế nào đó cả nhà. Bây giờ mình tiến vào trong gia đình của họ nha. Con chào chú. Sáng hôm nay chú ăn gì chưa? Ăn cơm với xả. Ồ, đâu, con xem thử như nào, mình ăn cơm với xả hả? Dạ. Xả mình rang với muối á thôi. Ờ, đây cả nhà. Ăn xả không? Nó, cái này à? Cái xả này nó có trị cái bệnh gì không? Trị bệnh không biết. Chú ăn với cơm thôi. Ồ, hàng ngày là chú ăn như thế này hả chú? Ăn cái đó không. Cái này là xả xay ra. Dạ. Mình ăn. Có nêm gia vị trong đây nữa không chú? Có bơi nó không. Muối hả? Muối như xả không? Muối với xả không à? Muối thì là muối nhiều quá. Hàng ngày là mình ăn như thế này thôi chú. Dạ. Dạ. Như em bệnh gì? Sao mà người còn cái xa dai với xương không hả? Không biết hả? Chắc bị phổi. Chắc bị phổi hả? Bị phổi, bị lao quá ha. Chứ là mình ở trên rẫy mình làm trên núi á, rồi mình thiếu ăn thiếu uống rồi nhiều lúc là bệnh lâu rồi không có đi đi khám lâu rồi đi làm cũng được, mới có một mình vợ thì làm sao nuôi mình làm vợ thì ba. Vợ thì làm bóc bẻ ba. Bệnh lâu chưa? Ôi lâu rồi, cũng phải ba năm rồi, bệnh phổi á. Bệnh phổi mình đau lên ba tháng rồi. Mình có đi bệnh viện trạm xá rồi mình khám chưa? Đi khám rồi. Mình bệnh viện nói thì làm không được. Bị phổi. Có tiền đi bệnh viện xa như vậy. Là mình đi bệnh viện ở trên đây hay là mình đi bệnh viện dưới tỉnh? Bệnh viện ở Ninh Sơn. Bệnh viện Ninh Sơn. Hiện tại thì chú ở nhà thôi hả chú? Ở nhà con đi làm không được. Có một mình vợ đi làm không có cái gì ăn. Nằm bắp bài ba. Sao chú ốm quá trời luôn vậy? Ốm mình ăn được rồi. Ba tháng này ăn được. Chú ơi, chú hiện tại thì mình mắc căn bệnh gì vậy chú ạ? Mắc căn bệnh thì bác sĩ nói thì bên phổi, bên lao, bên cái gì tầng này không biết hết. Bên phổi, bên bên hết, đồng bộ của người đó. Vậy không biết. Bị nó đau. Chú có đi khám chưa? Đi khám rồi. Đi khám rồi thì bác sĩ nói như thế nào chú? Bác sĩ nói là bác sĩ đâu có nói như mình à. Bác sĩ cứ khám con mà cho thuốc uống xong gì nhờ. Là như anh đi bệnh viện là anh đi bệnh viện ở Ninh Sơn. Bệnh viện Ninh Sơn á. Bác sĩ nói là phải có tiền thì mới đi bệnh viện xa, tức là xuống bệnh viện tỉnh. Nó mới tốt hơn, đúng không? Mình nói ở đây không làm được. Mà sao bác sĩ nói vậy? Sao mình không đi xuống đó? Nó có tiền có 20-30 ngàn, 20-30 ngàn ăn sao đủ. Tức là không có tiền đi ha? Có tiền đi, tiền ăn á. Xa lắm. Chân của chú không còn hoạt động được nữa hả? Vẫn hoạt động được thì đau cái đùi này, đau cái đùi, đau cái lưng. Đứng dậy không được. Đứng được không? Không được. Không được hả? Đời, đứng dậy nó đau quá. Đứng dậy nó đau. Nhưng mà có thể là mình cũng đứng được chứ hả? Đứng thì vẫn cũng đứng được. Thì đau, đứng dậy cũng được. Tức là vẫn đứng được. Nhưng mà đau quá. Đau nó rung nữa. Rung bị nó xương cơm. Đâu có thịt đứng được. Chú ơi, bọn con của chú đâu hết rồi?
Vợ con của chú đâu hết rồi? Vợ nó đi làm rẫy hả? Nó đi làm rẫy đào quậy lấy lại đồ ăn. Tức là đi hái cành ăn á. Đi hái cành á, tức là đi đào khoai, hái lá đu đủ, còn đu đủ rồi còn nấu ăn. Thường thì ở trên này mình đi hái có tiền mua cá ăn, có tiền lấy tô đu đậu ăn mười ba đu sống. Ngồi cái món ăn mà chú ăn xả như thế này rồi chú ăn cái gì? Ăn với cơm. Cơm không thôi ạ? Cơm không với xả không. Cơm không với xả. Rồi mình con bên của chú đâu hết rồi chú? Hả? Con của chú đâu hết rồi? Con hả? Dạ. Con đi bật vừa hai đứa thôi. Chú có mấy người con rồi chú ạ? À? Có hai người. Chú có hai người hả? Dạ. Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ rồi chú? Có hai nữ, hai nam con à. Hai nam? Một nữ, ba đứa. Ba người. Một đứa nhỏ. Có chồng hết, có vợ hết rồi hả? Chưa. Một gái chỉ có chồng. Gái cũng nhỏ. Một đứa con 12 tuổi. Cái đi học không? Đi học. Bao nhiêu tuổi rồi con gái của chú, bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. 12 tuổi, còn đi học không chú? Cũng đi học. Còn. Rồi, nó muốn đi đâu có học nữa. Nó thấy bà bên qua nó đi làm ở Sài Gòn rồi. Làm với bà. Rồi 12 tuổi. Ồ là con của chú năm nay 12 tuổi mà nghỉ học, bỏ học rồi đi bỏ thăm chống bệnh đi làm rồi ạ? À? Dạ. Đi Sài Gòn làm rồi ạ? À? Ừ. Nên bà làm không được, kiếm tiền nuôi bà. Cũ quá. Đi làm bao lâu rồi chú? Đi được năm nay rồi. Một năm nay rồi? Ừ. Tới Tết đến em về. Mà lúc trước là 11 tuổi đi hay là 12 tuổi? 11 tuổi đi. Rồi đi một năm rồi bây giờ mới đúng là 12. Dạ. Rồi 11 tuổi thì ai muốn làm công việc gì cho chú biết không? Biết đâu đó. Đâu có nói chú đâu biết. Không có gọi về nói với gia đình luôn hả chú? Gọi thì gọi. Mà nó làm qua mày gì lắm đó. Làm mày qua. Làm mày hả? Làm mày. Không biết. Rồi có gửi tiền về cho chú không? Chưa. Rồi, xa lắm nó gửi tiền được. Dạ. Con còn nhỏ mà thương ba phải đi làm để nuôi ba ha. Lúc trước thì chú đi làm công việc gì vậy chú ạ? Lúc trước là con làm được. Tôi bên tôi nhỏ luôn á. Làm rẫy được. Làm rẫy? Làm rẫy, làm bắp gì được. Mà đi làm muốn làm thuê, làm con nuôi. Dạ. Bị yếu. Lúc trước thì chú đi làm rẫy đồ như là người đồng bào của mình đi làm công việc hàng ngày đúng không chú? Dạ. Thì chú mới phát bệnh này là bao lâu rồi chú? Cũng 10 năm rồi rồi. 10 năm hết rồi. Ừ. 10 năm đây. 2 năm đây bệnh nặng. 2 năm nay là mới bệnh nặng hả? Dạ. Rồi hiện tại thì ai chăm chú hả chú? Hiện tại thì ai lo cho chú vậy? Để lo chú. Vợ. Vợ của chú à? Dạ. Rồi cô thì có làm công việc gì không chú? Không có làm không được. Không biết làm, nói làm gì, làm rưỡi không, làm thuê làm muốn được, không biết làm. Tại vì con biết sao ở trên đây là không có công việc á. Không công việc làm. Họ chỉ có làm mướn lấy mình thôi không, đâu có ai mướn đi làm đâu. Nên thành ra từ đó là chỉ có làm đẩy ở nhà thôi. Dạ. Có gì thì ăn cái đó đúng không? Không có thì thuê. Có thì ăn, tại người ta đi lấy. Dạ, chú ơi, thì như cô đi làm đẩy vậy rồi mình chỉ kiếm ăn hàng ngày thôi hả? Còn mình có làm cái gì đó để cho nó có tiền không chú? Làm cái gì mà có tiền cho nó, có bắp nữa đó. Hết vụ bắp thì không có tiền nữa. Một vụ bắp làm bắp thôi.
Mình làm bắp là bao lâu mình mới bán mình có tiền? Ồ, cũng được một năm mới có tiền. Bán mình trồng một năm mình mới bán cái tiền là được à? À? Có tiền cứ nói gì cơ, 2-3 bầu đó. Như nhiều nhất hồi đó là mình làm rải bắp mình bán ra vậy rồi được bao nhiêu tiền chú? Làm hồi đó mới có nhiều nhất thì cứ 1 triệu, ít nhất có 500. Dạ. Nguyên một rải bắp của mình luôn mà mình bán chỉ có 1 triệu thôi hả? Ờ. Khó lắm. Mà trong vòng 1 năm? Ừ, 1 năm á. 1 năm mà làm mà ăn sớt đủ. Ừ. Ăn không đủ. Ăn khoai với bà. Dạ. Rồi hết bắp rồi thì ăn khoai. Hàng ngày là mình ở hồi đó là chú ở trên rẫy không hả? Ở trên rẫy không. Rồi chú bệnh là chú mới về đây đúng không? Dạ. Có nhà cho bé mình về đây. Dạ. Ừ. Lúc trước là mình ở trên núi thôi. Ở trên núi không. Ở trên đó là mình cứ làm rẫy rồi làm gì đó mình ăn cái đó thôi ha. Ờ, làm cái gì là ăn cái đó. Một cái gà cái gì nữa đó. Tại vì không có chỗ đó làm, không có nghề mình làm. Nhưng mà làm cũng được. À, hồi đó chú bị bệnh thì chú cũng vẫn còn ở trên đó. Xong dạ. Rồi. À, chú về đây cũng được 2 năm rồi hả chú ha? Về đây cũng được... Mới nãy cháu nghe chú nhắc đến là chú bị bệnh nặng. Bên kia 2 năm. 2 năm. Dạ. Thì làm cái nhà đây chắc 10 năm đây. Dạ. Đấy, chắc 5 năm nhà đây. Rồi chú về đây ở? Dạ. Ở đây được 5 năm rồi. Ở Bình Nặng thì 2 năm ở dưới đây. 5 năm làm cái nhà đây 5 năm thì cũng còn ở rồi. Dạ. Ở rồi. Mình về dưới đây Bình Nặng mà về dưới đây. Ở miết rồi. Lúc đó thì sáng về rồi chiều về xuống dưới đây. Chú đi khám bác sĩ là cách đây bao lâu rồi? Ừ, 2 tháng rồi. 2 tháng này rồi. Dạ. Bác sĩ ở nhà 1 tháng. Dạ. Đi bác sĩ 2 tháng. Dạ. Bác sĩ nói là mình có chữa được không chú? Nên nói đi bên biển xa chưa được. Ở đây chưa cũng được. Đi bên biển xa à? Bên biển bị phổi á. Cháu nghĩ chắc bác sĩ nói là mình phải vào thành phố mình mới chữa trị được. Chắc không biết. Dạ. Thế nên như bác sĩ, chú nói như bác sĩ là không có tiền đi xa ở nhà chưa chết luôn được. Trời ơi. Khổ đi tiếng đầu một kiếm. Lúc trước chú đi bác sĩ vậy rồi có tốn tiền không? Có thì đem có 500 ngàn, ăn hết 500 đâu có tiền nữa. Đem theo 500 nghìn. Dạ. Ở bao lâu? 2 tháng. 500 nghìn ở 2 tháng luôn à? Dạ, ăn tiết kiệm á, ăn có chiều không. Trời. Sáng thì từ thiện cấp. Dạ, ăn cơm từ thiện. Ừ. Dạ. Là buổi tối thì ăn của mình. Của chú mua hộp cơm ăn tới sáng. Là sáng thì tại thiện cấp cháu ăn. Mà mình bệnh thì mới ăn cùng tại thiện được. Mà bệnh nhân ăn được. Bệnh nhân là khỏi tốn tiền. Yeah. Là mình bệnh thì ăn có một hộp cơm đó thì nó cả ngày luôn luôn. Rồi, hai người con trai của chú có hay về thăm chú không? Có. Có à? Có rồi, có cho chú tiền không? Chờ đợi, chờ người 2 tầm, 3 tầm gì đó, ăn sao đủ. Có hay thường xuyên về cho chú tiền không? Nó có 1 tháng 1 lần thăm. 1 tháng về 1 lần? Dạ. Là cô bên biết là nó làm công việc nó. Chú có ăn thịt ăn cá hay được không chú? Ăn cá cũng được, ăn thịt cũng được. Có ăn cua xá không? Làm nếu như có mình cũng ăn không được luôn hả? Dạ. Mực sĩ không cho ăn. Không cho ăn? Dạ. Mình ăn chả đó thôi. Ăn chả. Ai chỉ chú ăn chả vậy à? Dạ. Ai chỉ chú vậy à? Chỉ thì ăn canh ăn cũng được. Đấy là ăn... bác sĩ nói là mình chỉ ăn cơm với canh thôi hả? Dạ, chỉ ăn cua xá không. Dạ.
Mà ăn thịt ăn cái gì cũng cho ăn. Mắm cá gì cũng cho ăn luôn. Mắm cá cũng không cho ăn luôn. Chỉ ăn cơm với củ sả thôi. Dạ. Mình ăn cái đó nên là bệnh cũng có chưa bệnh nữa. Bác sĩ nói như vậy. Bây giờ thì trời nó trở lạnh rồi nè, thì nó có hành hạ chú gì không chú? Dạ không có. Hành hạ có nghĩa là trời nó cũng trở lạnh rồi nè, trong người của chú nó có đau nhất gì không? Đau cho dính cái nắng nó đau. Ơi cái mắt mắt á thì không có đau. Đi cái về nắng nó đau. Đi ngồi nắng thì nó đau à? Dạ. Mà ở người chú mắt thì có đau. Đi dính cái trời nắng thì nó đau. Đau lúc đó nhức đầu đủ một chít luôn. Hết đau nhức đầu thì tới ho. Ho đau ngực đau tùm lum tùm la con. Chịu không nói. Mà ăn lúc đó bệnh nặng luôn đó. Ăn không được. Con ăn cùng một tháng luôn á. Bây giờ thì chú ở trong trong nhà thôi hả? Chú nằm trong nhà thôi hả? Dạ nằm trong nhà không. Chú không có đi lại được hả? Đi lại không được. Chú ngồi được thôi hả? Ngồi được, bò được. Đứng về không được. Đi không được, đứng không được, dạ. Ngồi được thôi. Dạ. Ngồi nằm thôi. Ừ. Vì nó đau lưng. Chú bị như vậy là 2 năm rồi đúng không chú? Dạ. 2 năm đây rồi. Rồi hàng ngày thì vợ chú đi rẫy lên trên núi rồi chú ở nhà chú chỉ có ăn cơm với xả thôi. Dạ nên nó cùng để cho chú sang già cô xả sang chú đâu có ăn nếu ăn thêm thì ăn thêm thôi. Rồi đi rẫy đi làm dọn tiêu bắp một ca hai ca vậy đó. Một ngày vậy chú ăn mấy buổi chú? Một ngày 2 buổi ăn chứ. Ăn 2 buổi à? Dạ. Không thêm mà, không thêm ăn. Mắt thì mình cũng có 3 người con. Theo con được biết thì 2 người con trai của chú thì dạ. Nếu như mà lấy vợ rồi thì cũng đi theo vợ. Dạ. Dạ. Rồi cháu được chú mới nhắc đến thì chú cũng có thêm 1 người con gái nữa. Dạ. Năm nay chỉ mới 11 tuổi thôi. Dạ. Chính xác là năm nay là 12 nhưng mà lúc trước là bé là 11 tuổi đúng không chú? 11 là, tuổi đi làm. Đi làm rồi. Ừ. Thấy ba tội nghiệp lắm, ba lôi lắm ăn được, bị về, mà con học thì lấy gì cho ba ăn, nói vậy. Con có nói vậy hả chú? Con nói vậy. Dạ. Mà lúc trước là em nó có đi học không chú? Lúc từ mùa giao nhỏ đến lớn rồi đi học á, dạ. Đi học miết rồi. 11, học đến 11 tuổi là à, đến 11 cũng được lớp 6, lớp 5, 6 vậy rồi đúng không? Lớp 7. Lớp 7 lớp 7 rồi. 11 học lớp 6. Dạ. Dạ. Đang học nửa chừng thì hoàn cảnh của chú bệnh nằm xuống ngày mình không có đi làm gì được. Dạ. Thiền ăn uống này kia. Rồi con thấy ba bị như vậy con sót thì con mới đề cập đến cái chuyện có xin phép là ba mẹ đi làm hả chú? Dạ đi làm. Nên nói xin phép với cô thầy nữa. Cô thầy năng nỉ đi học. Dạ. Nên nói xin phép cô thầy. Thấy cha mình thì ba mình thì yêu lắm làm cũng được. Biến hoài. Mà tôi đi lo cho mẹ, ba mẹ mình ăn. Cái một đồng hai đồng cho ba mình ăn. Con có dám nói với chú không chú? Dám. Nói với chú thì lúc mà con nói với chú như vậy thì chú nghĩ như thế nào? Chú nói thì con cứ lo học đi, con sao ăn đây. Chú nói với con như vậy. Dạ. Nên con tin ba là con đi làm lo ăn, học về có tiền. Nên vậy. Con nói vậy. Bé nói sao vậy chú? Bé nói thì lo học miết thì tiên đầu mình cho bà kiếm ăn. Bé nói vậy.
không có tiền mà nuôi ba. À, con học miết thì tiền đâu mà ba có mà ba ăn. Con lấy gì mà ba ăn? Dạ, con lấy gì mà ba ăn? Dạ, con có nói vậy. Rồi con mà nói vậy thì cháu nghĩ như thế nào? Con nói thì con lo cho ba, ba ăn với ba hộp bắp gì, lá thủ đô, đầu khoai, củ khoai với ăn đá. Dạ. Tội nghiệp, nói vậy. Cháu nói bé là cứ đi học đi để cháu ăn cái gì đó cũng được. Ờ, chú nói vậy. Nhưng mà phận làm cha làm mẹ thì sao mà để cho con đi làm bỏ học nửa chừng được đúng không chú? Dạ đúng. Mà nó con nghe lấy ba lấy mẹ nó có đi làm, thấy bạn bè đi làm nhiều nên giờ là nó phải đi làm kiếm tiền cho ba ăn. Bà đang bệnh nặng rồi, con nói vậy. Rồi con, lúc mà con xin phép chú đi như vậy rồi, chú cho luôn ạ? Bé đó xin phép chú đi làm rồi chú cho luôn ạ? Dạ, con cho đi luôn. Con cho căng nó sao nữa, nó muốn đi quá mà. Nó muốn đi với bạn bè, đi làm. Nó thích đi làm nữa. Học, nó nói học đâu có lợi gì đâu. Đâu cụ thể cho tiền gì mình mấy ba mẹ đâu nên vậy. Phải đi kiếm tiền một đồng hai đồng mấy ba cho nó sống. Bây giờ cái tình thương của cha mẹ nó cũng đã như vậy rồi chú. Mình đâu có muốn con mình khổ vậy đâu. Đang đi học nữa chồng thì mình đâu muốn là mình bị bệnh vậy rồi khổ con khổ cái gì đâu. Dạ. Cha nghĩ cũng vậy. Con nó hiểu chuyện là cũng thương lắm rồi. Dạ. Quá hiểu chuyện đi. Thì hôm nay con đến con thăm gia đình á, trước mắt thì con không có gì nhiều. Con cũng xin thay mặt cô Tư ở Lâm Đồng, con xin cô, con trích cái số tiền của cô đã gửi cho con là 500.000 để con gửi tặng cho chú, để chú có thể mua gạo, mua thịt, cá gì đó chú ăn. Dạ, đây là cái số tiền mà của cô Tư ở Lâm Đồng đã gửi tặng cho chú, để chú có thể chăm lo cho cuộc sống đó chú ạ. Dạ, con xin phép con gửi một tay nha. Dạ. Chú gửi lời cảm ơn đến lại cô Tư ở Lâm Đồng đi ạ. Dạ, gửi lời cảm ơn. Xin phép buồn quá. Người mình nguy khổ như thế này. Mình buồn quá. Ở nhà biết nè. Ở nhà lo ăn không được. Mình khổ nghèo quá. Bạn bè chút như thế này mình không biết nữa. Mình cũng tập làm cũng được. Ăn là lo ăn uống cũng được. Mình bệnh 2 năm đây rồi. Nhiều lúc mình nghĩ vợ mình bệnh gì cũng vợ khổ, cũng khổ vợ, cũng vợ sợ khổ con khổ miết khổ hết luôn á. Dạ. Cả vợ cả con nhiều lúc mình khóc thầm một chút. Dạ. Buồn quá như thế này, nhà mình đâu cũng cho mình chích xuống đâu, cứ bắt mình ngồi đây không. Dạ. Khổ quá. Chú ạ, cuộc sống của mình như thế này rồi thì mình cứ sống vô tư lên nha chú nha. Mình còn sống lúc nào thì mình sống thôi chú ạ. Nhiều lúc chú đừng có nghĩ tiêu cực nha chú. Mình sống bên vợ bên con nha chú nha. Cảm ơn. Trước thì con chỉ giúp đỡ chú như thế này thôi ạ. Con giúp chú những cái lúc ngặt như thế này thôi. Thì ở đây là số tiền của cô Tư ở Lâm Đồng. Muốn ủng hộ cho chú để chú có thể mua chút gạo, chút thịt, chút cá gì đó mình ăn cho chú nha. Nếu như cháu có duyên với chú thì cháu sẽ quay trở lại. Cháu
giúp đỡ chú được cái gì bớt khó khăn trong cuộc sống hơn nữa. Dạ. Dạ. Thôi chú cũng đừng có buồn nữa nha chú nha. Dạ. Dạ. Cuộc đời của mình thì mình đâu có sự lựa chọn đâu chú. Dạ. Đâu ai biết trước được ngày mai đâu chú à. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Thì cho Ngọc cũng xin phép gia đình, xin phép gia đình của chú cho Ngọc một lần nữa cảm ơn cô Tư ở Lâm Đồng. Cũng chúc cho cô và gia đình cô thật là nhiều sức khỏe. Và có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn nữa. Con cảm ơn cô đã mở cái tấm lòng vàng ra để giúp đỡ cho bà con đồng bào nghèo miền núi mình. Cảm ơn cô rất là nhiều, con chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe ạ. Thì cho Ngọc cũng xin phép là tạm dừng video tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu ra xem video của Sơn Ngọc. Và đừng quên bấm cho Sơn Ngọc một like và đăng ký kênh. Hẹn cả nhà những tập video tiếp theo.